cá kèo. Cá kèo người ta thường thường bán dọc đường, bán dọc đường và đề cái bảng rất tốt, lẩu cá kèo. Nói nghe cậu thèm thèm, lẩu cá kèo rất tốt cho sức khỏe mà ăn rất ngon miệng. Nhưng mà không phải tốt như vậy là ai cũng ăn được đâu nha bà con. Những người không ăn được, những người không ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và bệnh của mình mau lành, mau bớt, mau khỏi, đó là những người không nên ăn là gan. Người có bệnh gan, người có bệnh thận, người có bệnh xương cái mà xương khớp, người có bệnh u tố út cái mà gút, rối loạn tiêu hóa, dị ứng với cá, rối loạn chức năng máu, sơ gan, bệnh lao, huyết áp, nhức đầu là vui lòng đừng ăn cá kèo bà con nha. Ăn cá kèo không tốt gì cho sức khỏe cả. Còn ngoài ra thì nó rất tốt. Ăn cá kèo ta thấy có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin B, vitamin D, protein, DHA, canxi, làm giảm lượng đường trong máu, tốt quá bà con ha. Bảo vệ tim, chống lại bệnh ung thư, ngăn ngừa được loãng xương. Cá kèo một lần ăn như các loại cá khác, nhưng mà 3 ngày ta mới ăn một lần, 3 ngày mới ăn một lần nha bà con. Chứ không phải tốt là chúng ta ăn được hết. Bà con ơi, kênh chúng tôi là kênh nói về đời sống và sức khỏe. Bệnh gì, ăn gì và bệnh gì kiêng thứ gì, bệnh gì kiêng loại gì thì chúng tôi đã nói hết để cho bà con ta khỏe mạnh. Bà con vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Và bà con thấy được kênh chúng tôi, bà con biết được, đăng ký để ủng hộ chúng tôi và 4 video đời sống sức khỏe sớm đến như bà con nha bà con. Bà con ơi, bà con, cá kèo. Bà con ơi, cá kèo là những người không ăn được, là những người có bệnh gan, bệnh thận, xương, khớp, gút, rối loạn tiêu hóa, dị ứng với cá, rối loạn chức năng máu, sơ gan, bệnh lao, huyết áp, nhức đầu là không nên ăn cá kèo. Không nên ăn cá kèo bà con à. Còn ăn cá kèo thì ta thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng, bởi vì nó có vitamin B, D, protein, DHA, canxi, làm giảm lượng đường trong máu, bảo vệ tim, chống lại bệnh ung thư, ngăn ngừa được loãng xương. Cá kèo một lần ăn như các loại cá khác nha bà con, nhưng mà 3 ngày mới ăn một lần, ăn bình thường giống những loại cá khác. Bà con ơi, kênh chúng tôi nói về video đời sống và sức khỏe, bà con có thấy được vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Bà con có thấy được vui lòng đăng ký để kênh chúng tôi nói về đời sống sức khỏe 4 video hàng ngày sẽ sớm đến như bà con. Nào nào, xin chào bà con, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp.